Hello, chị Kimber, mến chào tất cả các em. Các em hôm nay chị Kimber rất là vui vì chị Kimber có thể làm một cái thử thách cùng với anh Upli. Thử thách của chúng ta ngày hôm nay đó chính là tay nhanh hơn não. Chị Kimber sẽ giải thích cái trò chơi này nha. Thì trong cái trò chơi này, chị trợ lý sẽ nói tên một cái món squishy và chị Kimber và anh Upli phải bóc cái món squishy đó. Người nào mà bóc nhanh nhất thì người đó sẽ lấy được cái squishy đó. Và cuối cái trò chơi này, ai là người có nhiều squishy nhất thì người đó sẽ trở thành người chiến thắng. Và ở đây các em thấy có rất là nhiều quà. Những cái món quà và những cái squishy này chị Kimber mua ở rosecal.com. Các em ơi, thì đây là cái trang web Rosecal mà chị Kimber thường mua đồ ở trên này bán rất là nhiều loại đồ luôn các em. Đồ chơi cũng có nè, đồ chơi squishy nè, slam rồi đồ mặc cũng có. Hiện tại thì người ta đang có một đợt sale rất là lớn, cho nên chị Kimber mua rất là nhiều đồ chơi ở trên này và đồ mặc nữa. Tại vì sắp tới ngày lễ quốc tế phụ nữ rồi các em, cho nên có rất là nhiều đồ dành cho phụ nữ mà đang on sale, cho nên chị Kimber đã mua rất là nhiều đồ. Ví dụ như những cái áo này là để chị Kimber sẽ cho các em xem sau nha. Và những cái đồ mà chị Kimber mua thì chị Kimber có để ở trong phần mô tả, nếu mà các em muốn vào tham khảo thì các em có thể vào trong đó để tham khảo nha. Và ở trong này có rất nhiều áo đẹp và có cả những món quà mà anh Upli và chị Kimber rất là thích. Người nào chiến thắng thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của tất cả những món quà này. Và đó nữa chị Kimber sẽ giới thiệu cho các em những món quà này sau nha. Còn người thua cuộc thì phải chịu một hình phạt mà người chiến thắng đưa ra. Right, okay. Are these the rewards? Yeah. Oh, I didn't know we were having rewards. Ok các em, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cái thử thách này thôi. Vậy các em nhớ cổ vũ cho chị Kimber và anh Upli nha. Các em dự đoán là anh Upli hay là chị Kimber sẽ là người chiến thắng. Các em nhớ để dưới bình luận cho chị Kimber và anh Upli biết. Nhưng mà cái trò chơi này thì anh Upli không có biết nói tiếng Việt, cho nên chị Kimber, cho nên chị trợ lý sẽ nói tiếng Anh những cái món squishy này. Nếu mà nói tiếng Việt thì sẽ không có công bằng cho nó đi, cho nên nói tiếng Anh. Và các em cũng có cơ hội đi học tiếng Anh những cái món squishy này luôn nha. Ok, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Let's go. Right now. Put your hand down. Okay. Our hands are have to go behind ourselves? No, just put it down. Ready? Yeah. Poop. Blue bunny. Cái em ơi, tay nó đi dài, em tay chỉ cầm bơ cho nên không có công bằng. Donut. Lemon. Hamburger. That's a surprise. Cái này không phải hamburger, cái em mà là french fry. Đúng là tay chị Kimber nhanh hơn não rồi. Cake. Kimber, chị Kimber không có dám cầm cái bánh, tại vì trên cái bánh có một cái con gì đó rất là ghê. Show them. Why don't you show them? No. You show them. No. Kimber, trên cái bánh có một cái con dán bằng giả thôi, nhưng mà nó rất là ghê. Con dán này nó có thể chạy được. Chúng ta bỏ pin vào trong này nè, nó có thể chạy được. Chị Kimber mua về cho bé Kem và bé Bơ chơi, nhưng mà chị Kimber rất là sợ, cho nên chị Kimber không dám đụng luôn. Put it down, please. Peach. Oh, this is a peach. I was like, that's a peach? That's a peach. Phải chứ nào, chị Kimber tay lại nhanh hơn não nữa rồi các em. Onion. Onion. Cheater. Onion là trái hành đó các em, củ hành đó. Bear. Bear. Oh my gosh. I thought it was a bear. What is this? That's a cat. That's a lucky cat. Rainbow bird. Oh. Is this a rainbow bird? Các em ơi, chị Kimber nghe chữ rainbow là cầu vồng, chị Kimber tính bóc cái này, nhưng mà thì ra là rainbow bird là cái con chim này rất là lạ luôn các em. Đây chị Kimber sẽ cho các em xem thử nha. Chắc là có nhiều em cũng biết con chim này rồi ha. Đó, chúng ta để lên trên tay nó có thể bay vòng vòng như thế này nè, rất là đã luôn. Cho nó trên cái kim tự tháp này nè các em. Wow.
Đó, rất là đẹp luôn các em. Ok, chúng ta bắt đầu trở lại cái trò chơi này nha. Bây giờ chị Kimber có 4 cái thôi, nó đi có mấy have cái? 4, have 5, I think 6, 6 anh nó chỉ có 6 cái luôn các em, chắc chị Kimber thua rồi. Fries. Okay. Apple. That's an apple? That's an apple. I didn't know we had an apple. That's a galaxy apple. Milk. Ah! Cat. I hurt myself. Ở đây bị chúng cái chiến đau quá kìa. Rainbow cake. Oh, cool. I win. Cockroach. Okay, let's see how much I have. 1, 2. No, show it on here. Okay, các em bây giờ chúng ta. Okay, các em bây giờ chúng ta hãy đo, hãy đếm xem thì các em mới có mấy cái nha. 1, 2. Wait. 3, 4, 5, 6, 7. 8 cái. Chị Kim mới có 8 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8? Yeah. 1, 2. Louder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seven. Hey, we still have one more. We still have one more. Call it. Oh my god. Call it. Okay, cockroach. You wanna get it? You wanna get it? No. Come on, go get it. It's right there. Kimber, chị Kimber có 8 cái, nó đi có 7 cái. Mà bây giờ pyramid. Còn một món nữa chị Kimber không có dám bóc, đó chính là cái con nhám này. Vậy là ok. Vậy là chúng ta đã hòa rồi các em, vậy chúng ta hãy chơi một vòng nữa nha. Nếu mà ai chiến thắng vòng này thì sẽ chiến thắng. Hy vọng là vòng này không có hòa nữa nha các em. Chị Kimber không có dám bóc cái con gián đó. Ha! Stop it! It's okay. Chị Kimber rất là sợ gián luôn, các em nào sợ gián hay không? So we're gonna go a second game then? Yeah. Okay. Second game. Second game, your game. Tiebreaker time. Okay, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Host. Sleight of hand. I'm about to put sleight of hand on me. Watch. Call of Duty style. Rainbow cake. Okay, maybe not. Cat. You're so slow. Milk. Fries. Poop. Rainbow bird. Ủa sao gì chị Kim Bơ không móc được con nào vậy? Peach. Peach. Bunny. Bunny. Oh. That's a bear. That's a bear. Cái này là bear chứ không phải bunny kìa. Onion. Oh man, chị Kim Bơ sắp bắp nhầm cái chén này. Cake. Cake. I got it. Hamburger. Sleight of hand. Donut. Ủa sao tay nó đi nhanh quá, tay nó chậm quá các em ơi. Lemon. Apple. I'll rip your hand off. Bear. Cockroach. You wanna get it? No. You forgot okay. One. Pyramid. Chắc gì Kimber thua rồi các em, thì chúng ta hãy đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, chị Kimber có 7 cái thôi, chắc chị Kimber thua rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hmm,
vậy là chị Kimber thua rồi. Bây giờ chị Kimber phải trao phần thưởng cho anh Abdi, xong rồi anh Abdi sẽ trao hình phạt cho chị Kimber. Phần thưởng của chúng ta ngày hôm nay cho anh Abdi đó chính là một cái áo rất là dễ thương. Hey, I wanna pick one. Một cái áo rất là đẹp. Cái áo này màu hồng mà yêu thích của anh Abdi. I thought I get to choose. You get everything. Oh, I get everything, okay. Và cái thứ hai lại là một cái áo nữa. Cái áo này thì rất là đẹp. Và cái áo này chị Kimber rất là thích. You can have this. Đây, cái áo này giống như là một cái con gấu gì đó các em. Đây, rất là dễ thương luôn. Và ở trên này thì có hai cái lỗ tai nữa. Vậy hôm nay chị Kimber cũng sẽ mặc cho các em xem. Hay là anh Abdi gì mặc cũng được. Và cái tay áo nó có những cái này nè các em, rất là đẹp luôn. Cái áo này chị Kimber nghĩ là chúng ta có thể tự làm luôn á, tự trang trí như thế này nè. Nếu mà các em muốn chị Kimber hướng dẫn các em trang trí áo giống như thế này thì các em nhớ để dưới bình luận cho chị Kimber biết nha. Và cái tiếp theo chính là một cái áo nữa. Và cái áo này có hình một bé mèo rất là dễ thương. Đây, cái áo này rất là ấm luôn các em, và có hình bé mèo rất là dễ thương nữa nè. Cái áo này thì rất là dài. Và ở đây nó có ghi chữ gì anh Abdi biết không nè? Bonjour. Bonjour tiếng Pháp là xin chào. Bonjour. Và tiếp theo đó chính là một cái game. Cái game này là chị Kimber với anh Abdi rất là thích luôn. Đây là những cái game classic. Có rất là nhiều game ở trong này luôn các em. Đây là những cái game mà chị Kimber và anh Abdi chơi rất là nhiều lúc mà còn nhỏ. Đây, ở trong này có 620 cái game luôn. Yeah, rất là đẹp, rất là vui. Và tiếp theo là một món quà chị Kimber nghĩ anh Abdi thích nhất, đó chính là một chiếc xe RDRA. Đây là chiếc xe trong mơ của anh Abdi, nhưng mà nhưng mà chị Kimber không muốn mua xe thiệt cho anh Abdi, mà mua xe nhỏ, xe điều khiển của anh Abdi cho anh Abdi chơi thôi. Bây giờ chị Kimber sẽ mở ra cho các em chơi, cho các em xem thử ha. Và sẽ biểu diễn ở trên bàn luôn nha các em. I'm not touching the cockroach. Ta-da! Wow, xe rất là đẹp, nhìn giống như hình như chiếc xe ngoài đời thật luôn á các em. Đây nè, chiếc xe Audi RA. Đây, chiếc xe nắp đi thích nhất đây. Có đèn luôn. Wow. Rồi bây giờ chị Kimber và nó mình sẽ điều khiển thử trên đây, và chúng ta sẽ cán cái con sẽ cán cái con này xuống dưới bàn nha. What did the cockroach ever do to you? Nothing. Just leave. No. Chưa có gì mà đã xảy ra tai nạn rồi. Ok các em, và đây cũng là những cái hình những cái phần thưởng cho anh Abdi. Bây giờ anh Abdi sẽ đưa ra hình phạt cho chị Kimber. What? Give me punishment now. Ooh, I got a good idea. What should we do? Ice. Something with ice. We're gonna throw ice down your back. Các em ơi, hình phạt mà anh Abdi đưa cho chị Kimber đó chính là anh Abdi sẽ lấy nước đá và bỏ vào trong lưng của chị Kimber. Ok. Để chị Kimber rất là sợ lạnh. Ok, go, get it. Ok. Rồi anh Abdi sẽ đi lấy nước đá nha, chị Kimber sợ quá đi. Chị Kimber rất sợ lạnh, cái nào sợ lạnh hay không? Kỳ sau chị Kimber sẽ chiến thắng và chị Kimber sẽ phạt anh Abdi một cái gì đó thật là ghê. Anh Abdi rất là sợ rắn, chị Kimber sẽ cho một con rắn vào trong lưng anh Abdi. Abdi, next time I'll put a snake down your back. Not cool. Say you be mean. Các em ơi, các em có muốn xem bé bơ hay không? Bé bơ đang nằm ở đây nè. Zip. Yeah, closer. Đây là chỗ nằm yêu thích của bé bơi này các em. Up a little bit to see her head. Hey, bé bơi, hello. Hello, hello.
bị nhiều không các em? Not too much. Cuss. I want to touch every part of your back. Roll it. I'm trying to zip it up, hold on. Howie. Cái em ơi ghê quá vì chị Kim mới thấy lạnh rồi. Ok. Okay. Let me just let you know how it feels. Put your hair away. Nah. Put it in front. Yeah. Come on, come on. It's like therapy. It's okay. It's okay. Head down, head down, head down. Yeah, how does that feel? Torture. Torture has to be slow. Good job, good job, good job. Okay, let me put your hoodie up. Go down. Like, share. Thật là một hình phạt khủng khiếp. Rất là lạnh luôn. Tại vì trong nhà chị Kimber cũng rất là lạnh đấy các em. Kỳ sau chị Kimber sẽ bỏ con rắn vào trong lưng anh Abdi. Tại anh Abdi rất là sợ rắn. Ok các em, video của chị Kimber đến đây là hết rồi. Các em nhớ cho chị Kimber và anh Abdi một like thật to nha. Ok chị Kimber và anh Abdi tạm biệt các em rất là nhiều. Bye bye. I like this. Stop it! Owie!